Mọi người ha, tối nay mình giới thiệu đến mọi người tiếp tục mẫu Toshiba Dynabook B65 nha mọi người. Cái dòng Dynabook, cái dòng B65 chính là cái dòng mà màn hình 15.6 inch. Và màn hình này là được cái là màn hình Full HD. Trước đây thì cũng có về nhiều cái dòng này nhưng mà là cái bản của nó lại màn hình thường mọi người, không Full HD. Đợt này về Full HD nó rất là đẹp mọi người, cái màn hình nhìn cực kỳ thích. Màn hình đã lớn rồi mà Full HD nhìn nó sướng mắt lắm mọi người. Cái gì quên rồi ha, webcam là đầy đủ ha. Cái phần phím, để phím thì cái dòng này là dòng chuẩn nội địa Nhật, dân Nhật có sử dụng nhiều mọi người. Chỗ nào mà nó hơi bóng bóng là người ta gõ nhiều mọi người, nó bóng nhưng mà không có ảnh hưởng gì tới phím hết, máy là cực kỳ ok, chỉ là nó có bóng hơn bình thường. Cái này là mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, dán vào thì nó cũng gần tương đương, cũng rất là đẹp. Và mọi người dán vào thì gõ kiểu quốc tế ok mà vẫn giữ vừa che được những cái bóng đi rồi vừa giữ được nguyên bản êm mềm vậy. Cái này thì đánh chữ rất là đã mọi người, phím ha có bóng một vài ký tự như thế này. Đây nè, ba cái này chữ enter với lại chữ k, mấy cái này thì nó cũng có nhẹ nhẹ thôi, do cái lý do là ban đêm mình quay thì nó cũng không có được đẹp y như là ban ngày, cho nên là thành ra là bóng sơ sơ thì sẽ thấy bóng nhiều hơn. Góc cạnh là đẹp, bàn rê chuột là đẹp ha. Cấu hình màn hình là đẹp, không có lỗi lầm gì hết nha mọi người, màn hình rất là đẹp luôn. B65 nè, i7 7600 nha mọi người. 7600, i7 7600 là 4 CPU 2.9 luôn mọi người nè ha. RAM là 16 GB và SSD là SSD là 256 cộng với DVD nè mọi người. DVD đó, DVD là rất là ok luôn. Đôi lúc mình cái công việc của mình cần DVD cũng rất là nhiều, cho nên là tùy thuộc vào mỗi người, nếu không cần DVD thì mình không xài, còn cần DVD thì mình xài nó cũng rất là thuận tiện. Cái máy này thì các ngõ kết nối là đầy đủ mọi người, đẹp không có lỗi lầm gì hết, màn hình là rất là đẹp nha. Mạng LAN nè, cái ngõ này ngõ gì mình không biết nè, hai ngõ USB, ngõ tai nghe, rồi bên này lại thêm nữa hai ngõ USB nữa, rồi HDMI, rồi màn hình, rồi ngõ sạc. Nói chung là cái ngõ kết nối là tương đối đầy đủ, máy là hoạt động hoàn hảo, pin trên 3 giờ. Cái này thì kế toán là mình nghĩ là rất là ok. Cái vỏ ở bên ngoài, vỏ thì bể vỡ hay là cấn xước nặng thì không có, nhưng mà nó sẽ có những cái vết mòn á mọi người, mòn không có bị hằn nhiều lên trên máy đâu, nhưng mà do ban đêm thì quay, thì để quay rõ luôn cho mọi người thấy nó hơi mòn như thế này, cũng chỉ là mượn ánh sáng để quay. Đây là mọi người nè ha, đó rõ nhất là như vậy, thì nhìn thấy như vậy nhưng mà rờ rất là mịn, nó không có bị cộm hay gì hết đó. À, nhìn trực diện nó sẽ như thế này nè mọi người, đó đó ha. Đó, nhìn xấu nhất, hướng nhìn xấu nhất của nó là như vậy, còn nhìn bình thường thì cũng không có đáng kể gì, là chỗ đó là hơi xấu nhất á, à, là xước như vậy. Ở bên này là đẹp nè, viền thì cũng tương đối, à, không có bị cấn móp hay bể vỡ gì hết. Để mình quay cái hướng này đây. Đó, chỉ có chỗ đó thôi đó, chỗ đó là có hơi xước nhẹ nhẹ như thế này thôi đó, còn lại là ok. Và mình báo giá mọi người, giá cực kỳ tốt luôn, giá chỉ có 5.8 triệu cho nha mọi người, cho con mà i7 gen 7 RAM 16 SSD 256 có DVD và đặc biệt là màn hình Full HD đẹp, webcam rồi đầy đủ để mình làm việc ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình ha.